Đào đất làm công trình, người đàn ông bất ngờ phát hiện sinh vật giống như cá trốn dưới lòng đất. Theo lời kể của chủ video, khi anh đang lái máy xúc đào đất làm công trình thì bất ngờ phát hiện một sinh vật có cơ thể thon dài như rắn ngoi lên từ mặt đất. Quá hiếu kỳ, người này đã điều khiển gầu xúc đẩy nó ra thì vô cùng bất ngờ khi nhận ra đây không phải là rắn mà là một con cá với đầy đủ vây và đuôi trên cơ thể. Đáng nói hơn, khu đất mà anh đang đào rất khô cằn và cũng chẳng ở gần bất cứ ao hồ sông suối nào, nhưng không hiểu tại sao một con cá có thể tồn tại được. Ngay sau khi đăng tải, đoạn video liền thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên dưới video, rất nhanh đã có người nhận ra đây là một loài cá vô cùng đặc biệt, có tên khoa học là Dipnoid hay còn gọi là cá phổi. Loài cá phổi có hệ thống hô hấp rất phát triển, có thể lấy oxy từ không khí, giống như các loài động vật trên cạn. Nhờ đó, khi môi trường sống bị khô hạn, chúng vẫn có thể sống cả năm trời mà không cần tới nước. Cá phổi tự đào một hố sâu trên lớp bùn non bằng cách ăn bùn bằng miệng và thải qua màng. Khi đạt độ sâu vừa đủ, chúng ngừng đào và tiết chất nhầy qua miệng để làm cứng bùn, tạo thành một cái kén bao quanh mình, chỉ trừ miệng lộ ra bên ngoài để lấy không khí. Khi đang trong quá trình ngủ hè, chúng hạn chế quá trình trao đổi chất. Đợi đến khi có nước về, cá phổi sẽ chui ra khỏi hang và tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Ngày nay, các loài cá phổi chỉ còn sống tại một số khu vực ở châu Phi, Nam Mỹ và Úc. Được biết, người dân ở châu Phi thường bắt cá phổi bằng cách đào các lỗ trên các đầm khô. Dù vậy, không nhiều người thích ăn cá phổi vì thịt của chúng có mùi khá nặng. Còn các bạn khán giả của Tình Bà Phúc Bí Ẩn nghĩ sao về loài cá kỳ lạ này? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bà Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bà Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.